bus. Nông trại của gấu trúc. Trùng bò. Bò sữa đang chuẩn bị làm sữa. Bò sữa đang chuẩn bị làm sữa. Hãy tìm một nơi thích hợp nào. Con ruồi trâu đáng ghét, hãy đuổi chúng đi nào. Bắt đầu vắt sữa nào. Sữa và phô mát này. Chuồng gà. Gà mái định đẻ trứng. Hãy cùng xây một cái tổ nào. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Vừa nghe nhạc, vừa chuẩn bị đẻ trứng.
bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Ôi dê, một quả trứng này. Cánh đồng. Hạt ngô. Hạt lúa mì. Hạt lúa mì. Hạt lúa mì. Quả chín rồi. Wow, ha ha, một mùa màng bội thu. Trùng bò. Bò sữa đang chuẩn bị làm sữa. Hãy tìm một nơi thích hợp nào. Con ruồi trâu đáng ghét, hãy đuổi chúng đi nào. Bắt đầu vắt sữa nào. Hạt
vào format này.